Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Nghĩa Miền Tây, lại là mình đây. Hôm nay là ngày 20 tháng 10, nên là mình muốn chia sẻ đến các bạn một số câu chúc bạn bè hay nha. Các bạn có thể chúc đó là hy vọng rằng bạn sẽ tiếp tục phấn đấu và đạt được mọi mục tiêu trong cuộc sống. Chúc mừng ngày phụ nữ. Hoặc là bạn thân ơi, nhân ngày 20 tháng 10, chúc bạn tôi sẽ có một tình yêu đẹp, sống hạnh phúc bên gia đình và người thân yêu của mình. Một lời chúc bạn vạn sự như ý và mãi luôn là bạn thân của tôi nhé. Hoặc là bạn là một phần quan trọng của cuộc đời tôi. Chúc mừng ngày phụ nữ và tình bạn của chúng ta. Hoặc là bạn là người mà tôi luôn yêu quý, tôi trân trọng tình cảm này. Nhân ngày 20 tháng 10, chúc bạn mãi mãi xinh đẹp, yêu đời và lúc nào cũng tỏa sáng, mãi là bạn tốt nhé. Hoặc là ngày 20 tháng 10 là ngày tôn vinh phụ nữ. Tôi mong người bạn của tôi có một ngày thật ý nghĩa, vui vẻ. Chúc bạn tôi ngày càng xinh đẹp. Trên là những cái câu chúc bạn của mình nhân ngày 20 tháng 10. Thì rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của mình. Mong là video sẽ hữu ích đối với các bạn nha. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh Nghĩa Miền Tây thì các bạn cho mình xin một lượt đăng ký và một like nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.